Ngày 19 tháng 6 tại Pleiku Palace, thành phố Pleiku, Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai đã tổ chức buổi tọa đàm kỷ niệm 92 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2017 và trao giải báo chí tỉnh lần thứ 6 năm 2017. Tham dự có các đồng chí Dương Văn Trang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Huỳnh Nữ Thu Hà, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Lê Văn Lương, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở ban ngành của tỉnh, đại diện các cơ quan thông tấn báo chí đứng chân trên địa bàn tỉnh, các đơn vị lực lượng vũ trang, các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí đạt giải và đông đảo hội viên Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh. Tại buổi tọa đàm, những người làm báo đã cùng nhau ôn lại truyền thống 92 năm báo chí cách mạng Việt Nam và những thành tích mà báo chí tỉnh Gia Lai đã đạt được trong thời gian qua. Báo chí tỉnh Gia Lai và các báo đài trung ương đứng chân trên địa bàn tỉnh nhà trong những năm qua đã có nhiều tiến bộ và phát triển không ngừng cả về tổ chức, loại hình, nội dung và hình thức thể hiện. Vừa là tiếng nói của đảng, nhà nước, các đoàn thể chính trị, xã hội, vừa là diễn đàn của nhân dân phát huy vai trò tích cực trên mặt trận thông tin tuyên truyền định hướng. Tại buổi tọa đàm, những người làm báo cũng đề cập đến những khó khăn thách thức của báo chí trong thời kỳ hội nhập, đồng thời bày tỏ những tâm tư nguyện vọng được lãnh đạo tỉnh, các cơ quan chủ quản cũng như các sở ban ngành đoàn thể tạo điều kiện hơn nữa trong việc cung cấp hỗ trợ thông tin, góp phần đảm bảo công tác tuyên truyền định hướng thông tin. Trong những năm qua, báo chí đã có nhiều đổi mới và phát triển mạnh mẽ cùng với sự lớn mạnh và trưởng thành của báo chí cách mạng Việt Nam. Báo chí Gia Lai và các báo đài trung ương đứng chân trên địa bàn tỉnh nhà đã có nhiều tiến bộ và phát triển không ngừng cả về tổ chức, loại hình, nội dung và hình thức. Báo chí Gia Lai luôn thể hiện vừa là tiếng nói của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể chính trị xã hội, vừa là diễn đàn của nhân dân, phát huy vai trò tích cực trên mặt trận thông tin, tuyên truyền và định hướng. Mỗi sản phẩm báo chí thực sự là một cẩm nang tuyên truyền hiệu quả, định hướng dư luận xã hội, góp phần bồi dưỡng, xây dựng bản lĩnh trí tuệ tâm hồn con người, cổ vũ cán bộ đảng viên, quân và dân, hăng hái thi đua hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch và vững mạnh. Báo chí trên địa bàn tỉnh cũng đã kịp thời tiếp thu, phản ánh những tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của các tầng lớp nhân dân, phát huy tinh thần tự chủ khi xử lý những thông tin sai lệch, góp phần ổn định tình hình chung trên địa bàn. Nhân dịp này, Hội Nhà báo tỉnh cũng đã tổ chức lễ trao giải báo chí tỉnh lần thứ 6 năm 2017 cho 29 tác phẩm báo chí ở 3 loại hình, báo in, phát thanh và truyền hình. Trong đó có 3 giải A, 6 giải B, 8 giải C và 12 giải khuyến khích. Đồng thời, Hội Nhà báo Việt Nam cũng trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp báo chí cho 23 nhà báo có nhiều cống hiến cho báo chí tỉnh trong thời gian qua.